người lãnh đạo phong trào chiếm cứ trung tâm chấp nhận đối thoại với chính quyền tin tự Hồng Kông Trung Cộng. Sau khi ông Lương Chính Anh bác bỏ đòi hỏi từ chức và cử bà Carrie Lam làm đại diện đàm phán với sinh viên, người lãnh đạo phong trào chiếm cứ trung tâm là ông Benny Tai nói với báo chí trong ngày thứ Sáu rằng phong trào sẵn sàng đối thoại với chính quyền sẽ tạo không gian tối đa cho cuộc đối thoại và từ đối thoại thì có thể đưa ra các quyết định xa hơn. Hàng trăm người biểu tình tiếp tục bao vây văn phòng ông Lương Chính Anh và họ cảm thấy tức giận sau khi ông ta cương quyết không chịu từ chức. Hồng Kông đã được Anh Quốc trao trả cho Trung Cộng trong năm 1997 với quyền được tự trị và tự do rộng rãi dưới chính sách một quốc gia hai hệ thống. Các nhà tranh đấu Hồng Kông muốn bầu thị trưởng bằng một cuộc bầu cử tự do, nhưng Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh nói rằng mọi ứng cử viên phải được một hội đồng chỉ định chấp thuận trước. Cuộc biểu tình hiện nay là cuộc biểu tình lớn nhất ở Hồng Kông kể từ ngày Anh Quốc trao trả cho Trung Cộng trong năm 1997. Cuộc biểu tình này cũng là thách thức lớn nhất của Bắc Kinh kể từ biến cố Thiên An Môn vào năm 1989. Trung Cộng nói rằng đây là cuộc biểu tình bất hợp pháp, nhưng giới lãnh đạo Bắc Kinh chưa quyết định phải ứng phó như thế nào. Biểu tình ủng hộ Hồng Kông đã diễn ra tại Macau, Đài Loan và nhiều nơi khác.